chết rồi, tất cả mọi người đã biến thành zombie hết rồi mọi người ơi.
ra xét thử ở đây có thức ăn, có vũ khí không mẹ? Mẹ nghe nói là ở đây là có những lương thực đồ ở đây luôn nè. Số băng rồi đó, để mẹ tìm thử nha con. À, có một quả bom. À, đây là bom tự chế người ta bỏ lại nè mẹ. Rồi con ngồi đó con với mẹ. Ơ cái số đó. Vậy giờ mình diệt được ba được rồi. Bông xuống đây bông. Bông bên nút bông. Con nghĩ Minh Thụ ở đây đi mẹ. Thôi mình thật lúc ở đây đi, nếu mà zombie vô là mình sẽ có những cái vũ khí để mình chiến đấu với lại zombie được rồi. Con nghĩ Minh Thụ ở đây được có thể ở đây được vài tháng đến vài tuần đó. Vô đi băng, vô đi con. Vô đi. Ui chà. Núp ở đây thôi. Con núp vào một bên đi nha. Có cái gì báo động là con báo liền cho mẹ biết nha. Dạ được con núp. Mẹ không biết vũ khí đó mình chịu lại được bao nhiêu ngày thôi mẹ. Đây thì mẹ có hai quả bom bi và một quả bom nước đây. Cái lại một khẩu súng. Không biết mẹ. Sao con thấy có coi tiếng động gì mẹ? Ah!